nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam Trên ca mô ni Phật yeah, Kính mời đại chúng hoàn tọa à, Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học hết cái chương 2 của quyển sách uh, uh, Luminous uh, Passage, là Con đường sáng à, Và uh, khi quý vị học hết rồi đó thì là sẵn sàng để làm cái bài tập ngày hôm nay à, theo lời hứa thì sư đã cũng có gài mấy câu nguy hiểm trong đó không quên thật ra khi nào thấy tâm tư bối rối là biết là mình đang bị chúng chúng mấy cái bẫy sư bể trong đó à, dễ dễ đúng rồi ô khi nào mà không nhận được cái gì là câu cuối cùng đúng không ừ. Thì mình cứ như thế mà làm tới thôi à, hồi xưa đi học quá à, kêu là gì à, đi thi chú uh, tài 2, chú tài một chú tài một thì khờ, hình như chưa chú tài hai đã bắt đầu có ibm nữa à, trời ơi nghĩa là mấy uh, học sinh sinh uh, học sinh là, là có logic trong đầu hết trơn sẵn sàng để đối phó phải không À, mình phải làm hai câu a rồi đến một câu b rồi tại tính nhiều cỗ không biết cái nào mình lấy cái nào phải không à, nó hơi thời thời học sinh tếu lắm à, <laughs> mình cố gắng để mà à, biết đâu ông thầy có một cái 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 pattern nào đó phải không trong đầu á không à. à, kính thưa đại chúng à, chúng ta đã học nửa cái phần à, trong cái chương cái, cái, 2 đó. là mình nói à, về xây dựng tăng thân tăng thân là cái gì à, à dịch từ chữ sang ga sang ga mình nói chữ hẹp á, mình nói là chỉ có chư vị xuất gia là tỳ kheo tỳ kheo ni nhưng mà độ xứ mỹ là chắc chắn là chúng ta phải nói tăng thân theo nghĩa rộng tức là gồm cả luôn yêu bà Tắc và ưu và gì đúng không ạ? Thì xây dựng tăng thân của mỹ thì nó như thế nào? Có những khó khăn gì? Đã. Tuần trước chúng ta đã nói hai cái rồi và tuần này chúng còn ba cái cuối cùng nữa chúng ta sẽ kết thúc cái bài ngày hôm nay à, cũng là vui à, hay lắm một số những cái này mình đã à, có cơ hội để học qua rồi phải không ạ thành ra là à, à, cũng có một vài cái mới á à. thành ra mình ôn lại cũng tốt lắm ạ đó. À, đó thì à, trong cái tuần trước á thì mình nói trong hai phần á mình nói về à, sắc tộc à, tức là cái loại à, um, giống người nào, à, mình là người Việt, mình là người uh, Lào, Campuchia, à, à, tất cả những cái đó là cũng nói chung à, là khác với lại uh, người Hoa Kỳ ở đây. Hoa Kỳ ở đây cũng là nhiều người nữa, à, Hoa Kỳ theo Âu Châu, Hoa Kỳ theo Phi Châu, đó, nhiều nhiều loại đúng đúng không? Ta thành ra à, như cách mà cái ông uh, uh, Polnubric mà ông giới thiệu á à, thì đơn giản lắm. Hả? tất cả những người á châu cho hết một nhóm à, tất cả những người âu châu cho vô hết một nhóm à, tức là người á châu là những người mà mang cái tôn giáo này với mình đi qua bên đây à, và vẫn giữ cái truyền thống đó trong cái đời sống của mình và người à, âu châu à, kể cả châu mỹ châu úc châu gì cũng là à, để đi hết vùng một nhóm đây là những người mà tiếp nhận cái tôn giáo mới À, thành ra với hai cái um, uh, uh, hai cái um, cách phân chia như vậy đó uh, thì uh, cái cách phân chia thứ hai nó rộng bao trùm hết mà nó dễ hơn hồi uh, trước mình còn uh, Phật giáo hành lý Phật giáo <cười> <cười> ưu tú rồi đó uh, chắc chắn là có trong bài thi đúng không? Uh, mấy chữ đó hay vô cùng nên uh, thể nào cũng phải để trong bài thi hết chưa nhé? Uh. Uh. đó thành ra uh, tí xíu nữa uh, khi mà về quý vị sẽ thấy. Uh thì dù cách nào đi nữa cái mục đích chính là tìm hiểu ai ai là người Phật tử đó. sau khi tìm hiểu xong xuôi hết rồi chúng ta đã đi đến cái phần thứ hai thứ nhất là sắc tộc phần thứ hai mình nói đến là sự thực hành đúng không thực hành này cũng có một vài câu cái bảy sư đệ trong câu hỏi của mình đó. Thành ra đừng quên cái chỗ thực hành của cái bài thứ tư, buổi học thứ tư đúng không? À, rồi hôm nay là cái chúng ta sẽ nói đến phần thứ ba là dân chủ hóa. À, thưa đại chúng, sư bể số ba là dân chủ hóa thấy chưa ạ? Thì trong dân chủ hóa mình sẽ có hai phần nhỏ đó là à, thay đổi mô hình có thẩm quyền. À, cái đó nó cũng thuộc về số ba, mình có thể đề là 3.1 ví dụ vậy ha. À, và ở cái trong trang số năm á, thì à mình có cái à thay đổi vai trò giới tính mình có thể để là 3.2. Thấy chưa ạ? Đó. Và à cái thứ ba nữa là cái mình kêu là phong cách sống phi truyền thống ở trang số 6. À, mình có thể là à 3.3 ha. À. Rồi. À, chúng ta có thể à, đánh vô cái chỗ dấn thân ở trong cái trang số 6 dưới là 3.4 Nói chung là trong cái à, cái 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 à, dân chủ hóa đó à, thì mình có có nhiều cái vấn đề mình đề cập tới à, rồi sau đó à, cái trang số 7 mình có cái sự thích nghi quý vị để có thể để số 4 à, và cùng trang đó ở phía dưới mình chủ nghĩa đại kết Ecumenicism. À, thì cái đó là cái cuối cùng đó là số 5 đó là năm cái đề mục mà ông Charles uh, 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 Prebish uh, đặt ra là uh, là những cái vấn đề tiêu biểu khi nói đến Phật giáo tại Hoa Kỳ uh, thì chúng ta gặp những cái vấn đề này uh, thì uh, với như thế thì chúng ta uh, học hết bài ngày hôm nay là chấm dứt uh, cái chương 2 uh, và đến uh, tuần tới mình sẽ đi vào chương 3 phải không ạ rồi bây giờ chúng ta sẵn sàng bước vô à, về dân chủ hóa. À? Dân chủ cái nước đất nước này là đất nước dân chủ hay là à, hay là à, mình kêu là sao đối diện với à, đối ngược với dân chủ tức là quân chủ à? quân chủ chắc chắn bên đây đâu có đâu có vua đâu à? nhưng mà ở cái nước nước này cái vấn đề dân chủ rất là quan trọng đúng không? À, mình đến đây là vì như thế, mình đến đây là mình để được hưởng cái chỗ độ dân chủ, à, mình để hưởng chế độ tự do dân chủ, à, chữ tự do dân chủ hầu như là nó hai đường đi cùng với nhau. À, thì khi nói mà dân chủ hóa tức là mình làm sao có một cái chế độ nào đó không biết nữa mà mình làm sao chuyển nó qua được dân chủ à mà cái chế độ nào đó nó không có cái gì khác hơn đó là chính <laughs> chế độ à, mình kêu là phụ hệ à, tức là giống như là um, uh, các cái vị uh, nam giới uh, 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 điều hành, điều khiển cái 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 bộ máy. Thì à, bây giờ đó mình phải làm sao để thay đổi nó, à, Không có chỉ có một người, một chỉ có người Nam mới làm được thôi. Thì à, bây giờ đi qua xứ Mỹ rồi là tất cả cái gì nó cũng phải thay đổi hết. Đó là một cái tính cách của phật giáo tại Hoa Kỳ. À, thì. Um, suy nghĩ khi mà quý vị đọc mà mấy cái bài này đó à, cũng cảm thấy thích thú tại vì à, mình à, thấy là những cái à, à, thay đổi à, để cho nó à, tốt hơn à, à, mà cái đó là cái tính cách của người mỹ à, làm thế nào để cho à, à, những cái gì mà họ có à, nếu mà thấy hay là lập tức thâu vô liền không có ngần ngại và đồng thời là làm sao để mà phù hợp hóa nó cho nó phù hợp với cái xã hội của mình đời sống của mình với cái cái cách sinh hoạt của mình cái đó là cái chính của người Hoa Kỳ ở đây à, trong đó thì mình nói là trong khi Phật giáo Âu Châu Á phần lớn chủ yếu mang tính phân chia cấp bậc à, phân chia cấp bậc cũng là à, sư có một người sư thúc và sư thúc nói sư cái mình mình nói ồ rồi. mình à, khi mà nhận xét như vậy mình nó con đúng cúng. đó là cái mà ở trong cái cái cách mà à, điều hành ở trong một ngôi chùa đó nó hơi giống giống như trong triều đình vậy đó À, tức là nó có quan nè nó có vua nè quan nè có lớp lang người này nói người kia nghe nó nó có cái cái kỷ luật nó như vậy đó đó là nó có phân chia cấp bậc à, trên trên là hòa thượng xong đến là thượng tọa trên là tỳ-kheo xong đến là sa di rồi đến uh, mấy người tập sự đúng không nó ừ, nó có cấp bậc chứ không có phải mà nhảy lung tung uh, người dưới nhảy lên trên rồi trên nhảy xuống dưới không có uh, cấp bậc rõ ràng như vậy uh, và rất độc đoán À, các hình thức Phật giáo Mỹ đang phát triển trong phần sau của thế kỷ này. À, cái lúc quyển sách này mình vẫn nói đến thế kỷ thứ 20 đó, phần cuối cùng của thế kỷ thứ 20. Rõ ràng đang trải qua một quá trình dân chủ hóa. À, thật không may và có lẽ chớ chiêu thay là quá trình dân chủ hóa này đã bị thúc đẩy bởi một loạt các vụ bê bối làm rung chuyển à, nhiều cộng đồng Phật giáo ở Mỹ. À, ông David Van à, Bierma lưu ý bắt đầu từ năm 1983 cộng đồng kinh hoàng phát hiện ra rằng phần lớn các giáo thọ Phật giáo tại Hoa Kỳ có những người sinh ra ở nước ngoài tức là giáo thọ người ngoại quốc đến đây để làm việc và cũng có những người là người Mỹ sinh sống ở đây và đã học đầy đủ được thầy mình cho phép mình đi ra dạy đã làm dụng quyền lực của họ bằng cách liên hệ sắc dục với các người học đạo tức là với học trò của mình À, kết quả trong nhiều nơi học đạo là sự um, áp dụng một nền dân chủ hóa triệt để với sự lãnh đạo thường được chia nhỏ ra để ngăn chặn sự lạm dụng và thậm chí một chỗ nơi có sự tham dự của chính quyền. Sự dân chủ hóa triệt để này đang được thể hiện trong ba khía cạnh thiết yếu của các cộng đồng Phật giáo ngoài kỳ. Đầu tiên à, có thể quan sát thấy trong việc thay đổi các mô hình thẩm quyền cho các tăng đoàn Phật giáo khác nhau. Cái thứ hai. À, 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 cái việc đó được nhấn mạnh bởi sự đánh giá lại bản chất của mối quan hệ giữa cộng đồng tu sĩ và cư sĩ à, coi coi cái cái, cái sự um, liên hệ liên quan nó như thế nào à, à, và nếu mà nó là cái chỗ mà uh, dễ dàng để mà đưa đến cái tội phạm đưa đến những cái sự đổ vỡ này á, thì lập tức phải có cái phương cách để mà ấy chẳng hạn như uh, thường thường hay có vấn đề đó bây giờ đó không có một thầy một trò nói chuyện bao giờ thầy nói chuyện cũng có hai người đi lên đó, hoặc là hai người nam hai người nữ đó, đi lên nói chuyện để không có cái vấn đề một một để mà nó đưa ra vấn đề đúng không đó. Đó. À, thứ hai dân chủ hóa có thể được chứng kiến trong việc thay đổi vai trò giới tính trong phật giáo của mỹ và đặc biệt là sự đề cao của phụ nữ cuối cùng nó có thể được nhìn thấy theo những cách mà cá nhân theo đuổi một lối sống phi truyền thống à, đặc biệt liên quan đến sở thích tình dục đang tìm thấy một vai trò à, có ý nghĩa trong các cộng đồng phật giáo mỹ kết quả là quá trình dân chủ hóa này phật giáo mỹ đã có thể thoát ra khỏi khuôn mẫu phân chia cấp bậc của phật giáo Châu Á và hướng đến một cách tiếp cận quân bình phù hợp hơn với các xu hướng dân chủ của Mỹ. Đó, đó là cái mục đích đó, là làm sao để cho cái nguồn máy, đó. À, tại vì mình uh, Phật giáo là được đưa từ Châu Á qua, thì dĩ nhiên cứ đưa qua là cả một cái quần máy uh, của uh, lãnh đạo của uh, um, điều hành đó, là nó đưa qua mình coi, là họ làm sao? đó Ừ, các cái vị mà lãnh đạo là làm sao huấn luyện được họ họ qua những cái giấy đàn họ qua những cái lớp học có cấp bậc học lớp này xong qua lớp này cái này đó được sự uh, uh, chấp thuận thì mới được ra làm cái gì cái gì đó. tất cả những cái đó là người Mỹ phải học đó nhưng mà khi mình học mình bê nguyên cái đấy vô đó, mình áp dụng thì lại lại theo cái vết cũ đó là rất là không may, nhưng mà trong cái rủi nó lại có cái may là vì không may như vậy nó khiến cho người Mỹ phải à, suy nghĩ lại, à mình đang có vấn đề, à, chúng ta phải làm sao để cải thiện cái vấn đề của mình nhé. À, cái việc thứ nhất là thay đổi mô, à, mô hình có thẩm quyền, tức là những người mà có quyền lực ở trong cái cộng đồng Phật giáo là là thiên đường, là chùa, là cái gì đó, à thì mình phải có cái cái có cái mô hình bây giờ mình phải thay đổi trong chương năm sau này tôi sẽ cho biết thêm là dân từ tăng đoàn sang ga đầu tiên dùng để trị cộng đồng chứ tăng gọi là tăng đoàn tỳ kheo ít lâu sau khi phụ nữ gia nhập cộng đồng xuất gia sống đời không nhà thì cộng đồng của họ được biết đến là ni đoàn tỳ kheo ni mặc dầu đức phật đôi khi dùng dân từ tăng đoàn bốn phương để trị cộng đồng đệ tử của ngài nhưng trong ý nghĩa của ngài chỉ nói về các các vị xuất gia. Dần dần với sự tăng trưởng của bộ phận người nam cư sĩ và nữ cư sĩ thì tứ chúng đạo tràng gồm có tăng ni, cận sự nam và cận sự nữ được đồng nghĩa với tông đồng bốn phương. giàu xa đi nữa với sự liên hệ của giữa hai cộng đồng rõ ràng là mục đích của các vị xuất gia là giải thoát và đắc a la hán quả. Nhìn nghe cái này là mình thấy là là cái đầu cái cái sự suy nghĩ vẫn còn theo cái truyền thống của nguyên thủy đúng không? À, đắc a la hán quả. À, cao hơn mục tiêu của các cư sĩ là tạo công đức à, và à, rằng sự bất bình, à, sự bất bình đẳng tiềm ẩn về địa vị tôn giáo tạo thành cơ sở của hệ thống phân chia cấp bậc độc đoán đã thấm ngần trong truyền thống Phật giáo tại châu Á. Thì à, à, xin nói như thế tại vì cái bên kiểu Đại thừa chúng ta đó thì cái lý tưởng A La Hán không phải à, mà lý tưởng của mình là Bồ Tát, Bồ Tát đạo khi nghiên cứu truyền thống và giáo xuất gia tại các quốc gia châu á khác nhau cho thấy sự uh, việc rất nhiều uh, để ghi lại nhưng hầu như tất cả các sách và bài viết đều uh, cho thấy sự quan trọng của uh, đơn vị xuất gia trong cộng đồng <laughs> và cho đến độ các tăng ni được tôn vinh vì những nỗ lực của họ và thường là vì sự uyên bác của họ Uh, nói một cách khác, đời sống lý tưởng và hành giả phật giáo là sự xuất gia. Tại Hoa Kỳ, đời sống xuất gia chưa bao giờ là một lý tưởng. Điều này được ghi nhận rất sớm trong văn học Phật giáo Hoa Kỳ. Phật giáo trong thập niên 1960 vẫn tìm kiếm lối sống phù hợp uh, với sự theo đuổi của nó ở Hoa Kỳ. Do là đầu tiên, hầu như không có sự hiện diện của các vị xuất gia và hầu như gần như không có tăng ni thường trú. Như thế, cộng đồng Phật giáo có nghĩa là cộng đồng cư sĩ và cho đến nay, cho đến một mức độ lớn hơn là cộng đồng trong thành phố. Những cái uh, cộng đồng của Phật giáo Hoa Kỳ đó phần lớn là được lập tại trong thành phố. À. Chứ không phải giống như uh, Á Châu của mình là ở trên những núi cao, những cái làng mạc xa xôi đúng không? Ừ. Gần 20 năm sau, tình trạng không thay đổi nhiều, mặc dù hiện nay có một số lượng lớn các tăng nòi ni sống trong các cộng đồng Phật giáo Hoa Kỳ. Một số trong số đó có bản chất tu viện, vì thế năm 1900 95, tôi đã viết trong gần hai thập niên mà tôi đã viết về Phật giáo tại Hoa Kỳ, tôi luôn luôn uh, liên tục tranh luận rằng từ khi phần lớn người Phật tử trên quốc gia này là cư sĩ để Phật giáo thật sự cho người Hoa Kỳ nó cần phải giải quyết sự khó khăn và việc điều chỉnh sự nhấn mạnh chính cho việc thực hành Phật giáo cho người cư sĩ thay vì đời sống tu sĩ à, chắc chắn chuyện đó rồi à, quý vị thấy à, điển hình á, à, là khi mà chúng ta mời à, một vị một à, vị à, người hoa kỳ đến đây để nói chuyện về phật giáo là quý vị thấy như thế nào vì đó sẽ là cái người đã có gia đình mặc dầu là họ trên cái cái hình tướng của họ là một vị tăng nhưng mà với cái sự thay đổi để mà phù hợp với cái nếp sống của người hoa kỳ thì là các cái vị thầy trong cái, 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 cái dòng thiền của họ đã có, có sự thay đổi à, các vị đó à, giống như à, thầy à, à, mình kêu là chỉ cần tiên sinh đó, à, à, thì ông thứ nhất là ông có lập gia đình thứ hai là ông có công việc làm ông phải tự nuôi sống ông đó. và à, cái thứ ba nữa là tất cả những cái gì mà của đời sống của một vị tự tu sĩ đó, là ông theo rập khuôn đó. không có khác cái gì hết đó. cái chuyện này là chuyện không bao giờ có ở, vị, ở, ở các cái quốc gia châu á đúng không cái mẫu mã của người tu sĩ không bao giờ áp đem áp dụng cho người cư sĩ hết mà khi qua đây là mình thấy ở nhật bổn nè cái này là điển hình là nhật bổn rồi trước đó chúng ta học về cái cộng đồng của đại hàn cũng tương tự như vậy À, ông uh, sion uh, sha đó ông cũng cho mấy cái người cư sĩ được mặc quần áo của tu sĩ cái chuyện đó là nono ở đại hàn đại hàn là không bao giờ người cư sĩ được mặc quần áo của tu sĩ hết trơn á mà đến đây là uh, cái 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 sự đó nó 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 không có cái sự ngăn cắt đó nó không có được uh, triệt để uh, rồi ngay cả uh, các cái vị mà uh, sau này đó ông lập ra một cái, cái 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 cái, cái nhóm để mà đi truyền đạo đó kêu là pháp sư các vị đó là những vị có gia đình đó để mà mà ngay không phải chỉ có một mình ấy thôi nha ngài Sion Sa đó thôi bên Phật giáo gì của mình cũng có nữa chẳng hạn như bên thầy Nhất Hạnh là cái dòng tiếp hiện để bên thầy um, Thiên Ân khi mà thầy Thiên Ân đến đây rồi um, làm điều thầy giác thầy cũng uh, cho các vị uh, có gia đình uh, um, học đạo uh, rồi uh ban phát cho họ cái 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 thay đổi là pháp sư những vị đó cũng đi giải đạo nhưng mà những vị đó là những vị không phải là tăng sĩ. Thế nên ra hầu như là mình có thể thấy trong tất cả các cái, cái cái giống dân đến đây đều có sự thay đổi để mà làm sao phù hợp. Chứ còn nếu mà để nói là một cả các cái người mà đi hành đạo mà của Phật giáo Hoa Kỳ đó mà nhất nhất là phải là những người độc thân thì rất là khó không phải là không có sư chỉ nói là rất là khó mà vẫn còn vẫn còn những vị chẳng hạn như quý vị biết là thầy Hằng thật hàng xua ở trên À, vạn phật thánh thần à, vị đó là vị mà độc thân đó à, tu sĩ độc thân ở à, dưới sự huấn luyện của ngài à, tuyên hóa à, à, đại nhân đó. À, thì là à, những người tu, tu sĩ ở trên đó là những người đã diệt dục không có lập gia đình à, đó ta nói là rất nhiều nhưng mà không phải là không có vẫn còn những cái à, vẫn có những cái tập thể mà vẫn giữ được như thế nha à, à ok nó cần phải được giải quyết Sự đang ở trang trang số hai à nó cần phải à, nó cần phải giải quyết sự khó khăn vào việc điều chỉnh sự nhấn mạnh chính cho việc thực hành Phật giáo cho người cư sĩ thay vì đời sống tu sĩ à, phần lớn các hành giả vì vô số lý do hoàn toàn hợp lệ không thể thực hiện là cam kết đầy đủ và trọn vẹn đối với việc thực hành nghiêm túc đời sống ở trong chùa Điều này không có nghĩa là chúng ta không để ý đến truyền thống xuất gia hay loại trừ nó ra khỏi đời sống của người Phật tử tại Hoa Kỳ. Nhưng vẫn có nhưng mà à, có lẽ là ít hơn. Nhưng đúng ra là chúng tôi cung cấp một bối cảnh cho tất cả Phật tử Hoa Kỳ thực hành theo cách phù hợp với sự lựa chọn của họ. Làm như vậy chúng tôi đơn giản là theo hoặc ngay cả thích nghi một mô hình Phật tử người châu người Á Châu dự đoán trên quan điểm cho rằng À, luôn có nhiều Phật tử hơn là tăng ni nhưng cả hai nỗ lực đều cần được khẳng định và tán thành để có sự thành công trong đời sống tôn giáo của người Phật tử à, thì chắc chắn như thế à, cái số người mà tăng ni thì rất là à, ít để mà so với cộng đồng của người cư sĩ mà người tăng ni đó phục vụ đúng không ạ? Ừ. kỳ lạ cái công việc à, à, nhận khi công nhận địa vị chuẩn mực cho đời sống Phật tử tại Ra uh, ở Mỹ, nhà đầu tiên được tranh luận vào cuối tầm niên 1970, um, đã có hơn một uh, lượng nhỏ sự phản kháng có ý tốt và nhận thức được sự được thực tế là mô hình Phật giáo Châu Á đang bị phản kháng theo đúng nghĩa đen của chính nó. Giờ đây, sự kết nạp này đã trở nên phổ biến và thường xuyên. Tôi nghi ngờ rằng kết quả là từ một số lượng lớn các tín đồ Phật giáo người Mỹ nhưng những người đã từng ủng hộ sự công nhận đó. Mặc dù lo ngại về việc làm thế nào để tìm ra cái chi tiết cho lối sống như vậy, ông Richfield trong bài báo Tương lai của Phật giáo Hoa Kỳ đã cho biết Phật giáo Mỹ chủ yếu sẽ là một Phật giáo cho người tại gia. Chiến lược cân bằng những nhu cầu và sự phiền nhiễu của đời sống cư sĩ đối với những đòi hỏi và kỷ luật thực hành mạnh mẽ sẽ vẫn là một thách thức đối với Phật giáo Hoa Kỳ à, một năm sau thì ông chắc Confield lại viết làm thế nào mà chúng ta có thể sống và thực hành Phật giáo trong cuộc sống Mỹ của chúng ta thực cách thực hành của chúng ta sẽ nhấn mạnh đến sự hội nhập tức là mình đem cái cái giáo lý của Đức Phật vào trong cái đời sống của mình không phải là sự rút lui ra khỏi thế giới không phải sau khi mình học rồi cái mình leo lên trên núi mình ngồi trên đó để mình tu niệm trên đó không phải đó là không phải cách người Mỹ làm À, mà là sự khám phá trí tuệ ngay giữa cuộc đời của chúng ta. Các Phật tử Bắc Mỹ để bắt đầu phát triển các phương tiện để hòa nhập và và sống trong khi thực hành Phật pháp như những người chủ gia đình, những người trong gia đình, những người có việc làm, những vẫn những vẫn mong muốn tham gia vào những khía cạnh sâu sắc nhất của Phật giáo. Không phải bằng cách trốn chạy vào trong hang động mà bằng cách áp dụng thực hành Phật pháp vào trong cuộc sống hàng ngày của họ thành ra người Mỹ <laughs> rất là rõ ràng à, với cái ước muốn của họ đúng không à, cũng tốt à. gần một thêm niên sau khi được phỏng phấn bởi tạp tạp chí Time ông Confield đã nói trực tiếp rằng người Hoa Kỳ không muốn trở thành một người tăng hay một người ni họ muốn có những thực tập đó để chuyển hóa tâm của họ à, và sự ủng hộ cho ý trên được phổ biến rộng rãi năm 1992 cô cô Helen uh, uh, Wurtho chủ uh, chủ bút tạp chí Tricycle nhận định rằng vừa rồi chủ yếu của chúng ta không phải là Phật giáo chủ nghĩa tu viện này bị loại bỏ nó nằm ngoài áo tù nằm trên đường phố trong các tổ chức và nơi làm việc và tại gia đình của mình tức là Phật giáo đi vào cuộc đời luôn à, không có phải là Phật giáo mà à, xuất xuất thế gian. À. À, mình đây là giáo nhập thế. À. Điều này nhấn mạnh đến đời sống cư sĩ. Mặc dù một số lượng đáng kể các cơ sở tu viện đã phát triển trên đất Mỹ và hầu như tất cả các truyền thống được thảo luận ở trong chương 1 ở trên. À. khi mình giới thiệu đến từng cái à, cái sắc sắc tộc khác nhau ấy, à, mình đã đã đi đến à, à, năm sáu cái sắc tộc khác nhau. À. Không nơi nào sự khó khăn của lối sống tu viện như vậy được nêu bật. Rõ hơn trong quyền trí tệ cũ trong một thế giới mới của ông Paul Numrick. Khi ông thẳng thắn thảo luận những khó khăn của các nhà sư ở chùa Wat Damaram ở Chicago và chùa Damavijaya ở Los Angeles như một liều thuốc giải độc số uh, lựa uh, một số lựa chọn thay thế sáng tạo đã được đưa ra làm thí nghiệm trong một số cộng đồng Phật giáo Hoa Kỳ hầu hết là phần điều mà Lama Surya Das gọi là tăng đoàn ở giữa tức là không có phải là cư, cư sĩ hết mà cũng không phải tu sĩ hết mà mình đứng ở giữa một, một chút cái này một chút cái kia đó đó là cái là cái của nước Mỹ đó uh, muốn tận hưởng cái những cái lợi lạc mang từ Phật giáo từ Phật Phật học nhưng mà không có muốn là phải tuân thủ tất cả những cái giới điều đó ngay từ năm 1970 Uh, Yu, Yu Suzuki Roshi đã nhận xét ở nước Mỹ chúng ta không thể định nghĩa Phật tử và thiền tông giống như cách chúng ta làm việc ở Nhật Bản. Sinh viên Mỹ không phải là linh mục và hoàn toàn không phải là giáo dân. Tôi hiểu nó uh, theo cách này. Bạn không phải là linh mục, đó là một vấn đề dễ dàng. Đúng rồi, mình không có bắt buộc họ phải xuất gia. Nhưng bạn chính xác là giáo dân. À, thì lại càng khó hơn tại vì cái giáo dân cái loại của bạn là cái giáo dân mà à, hình thù là giáo dân nhưng mà cái trí tuệ lại là trí tuệ của muốn cái trí tuệ của các vị tu sĩ á à, thành ra cái cái này lại khó <laughs> khó hơn à. tôi nghĩ bạn là người đặc biệt và muốn có một số thực hành đặc biệt và không hẳn là thực hành của linh mục à, mà không chính xác thực hành của giáo dân <laughs> bạn đi trên con đường khám phá một cách sống thích hợp đó, tức là đối với người Mỹ, à, bao giờ họ cũng à, tìm cách để đạt được mục đích của họ. À. Gần đây, trong một những um, trong một trong những nỗ lực tìm một giải pháp để thay thế khả thi cho sự phân chia lối sống giữa cư sĩ và tu sĩ truyền thống đã được đưa vào thực hành tại trung tâm thiền của Los Angeles, nơi nhiều học viên nghiêm túc của tay Zen Uh, Mezumi Roshi đã tham gia một lối sống trung gian như kết hôn và dưới việc làm bên ngoài, trong khi tham dự toàn bộ khóa học đào tạo tại một uh, như một thiền tăng đương nhiệm, uh, tức là uh, uh, một thiền tăng mà, mà thường trú uh, uh, có cái danh tự, uh, uh, cái ông không có không có gì ngạc nhiên, uh, uh, chỉ cần tiên sinh uh, là từ cái cái dòng thiền này ra. Uh, uh thật ra là quý vị thấy họ làm không? họ có gia đình, họ có công việc làm, và họ theo dợ, theo cái cái tất cả những cái sinh hoạt giống như một vị tăng vậy. Khi những người thời kế pháp bảo của uh, Mezumi Roshi bắt đầu thành lập các cộng đồng thiền riêng của họ, nhiều người trong số họ đã dùng giải pháp này với nhiều thành công. Trong truyền thống của Nguyễn Thủy Nomric đã nhận dạng giải pháp tương tự trong những ngôi chùa của ông nghiên cứu. Ông nhận thấy một số đệ tử tại gia đã thọ giới như một Anagarika, có nghĩa là họ đi theo con đường độc thân nhưng ở giữa những con đường truyền thống của tăng đoàn tại gia và xuất gia. Nomric gợi ý rằng những thí nghiệm giới đàn trung gia này đã nảy sinh ra vì hai lý do chính. Thứ nhất, chúng cung cấp một nghi lễ để cho người Ph Hoa Kỳ cải đạo được qua Phật giáo và kỳ cả cả khi họ cải đạo ban đầu và những trong lần những cái lần mà mà tiếp tục để thọ những cái giới pháp nữa đó theo nhu cầu và trách nhiệm của họ của uh, của cái đức tin mới của họ tức là Phật giáo đòi hỏi cái gì à, bạn uh, mới đầu bạn bạn uh, quy tam bảo thọ năm giới rồi sau đó là bạn tiến lên thì bạn uh, trở thành lần À, người tập sự à, để bước chân vào trong đạo à. sau đó thì à, bạn lấy những cái giấy chính để thực sự là người à, xuất gia ví dụ vậy đó à. tất cả những cái cái, cái 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 tầng lớp cái lớp cái à, à, cấp bậc này à, đã được những người này theo à, à, đúng như thế à. À, lý do thứ hai À, cho cái gọi là giới đàn cư sĩ của những người Hoa Kỳ cải đạo sang Phật giáo và bắt nguồn từ sự thận trọng để điển hình của người Mỹ trong việc nhận đầy đủ các giới của người xuất gia và đặc biệt là giới độc thân. À. À, trong cái lúc này á là lúc mà cái sự phân chia rõ ràng nó ra đó thì à, các trong cái giấy đàn á à, thì thường thông thường á là mình à, dĩ nhiên là mình có những cái giấy đàn của cư sĩ trong sắp sửa trong tháng năm tới chúng ta có những giấy có cái giấy đàn mà những cái thành phần à, tham gia à, là người cư sĩ chẳng hạn như giấy đàn của à, người à, thọ à, tam quy ngũ giới à, thọ thập thiện À, thọ à, à, Bồ Tát tại gia giới, à, thì những cái giới đàn đó quý vị có thể đến. À. Còn những cái song song với cái giới đàn đó, chúng ta cũng có những cái giới đàn để cho những vị sư già. À, nhiều thí nghiệm, à, nhiều, nhiều trong những thí nghiệm này trong cộng đồng, trong cộng đồng Phật giáo Hoa Kỳ đã tránh xa vấn đề độc thân. Tại à. vấn đề này rất là rất là khó nói. À. À, xiyong sa người thuộc cộng đồng phật giáo hàn quốc đã được trích dẫn trong chương trước đã tạo ra một tầng lớp các nhà sư bồ tát ừ. à, ông gọi tất cả mọi người là bồ tát hết à, người đang nấu bếp dưới kia cũng là bồ tát mà thực sự quý vị là bồ tát à. rồi người đang quét sân người kia cũng là bồ tát luôn à. <laughs> rồi, chữ bồ tát được gán ra à, cho rất nhiều người à không tuân theo luật tạng một cách rõ ràng, bỏ qua một số những điều khác và quy tắc độc thân của nó. Ừ. Thì quý vị thấy mặc dầu ở cái cộng đồng nào thì cũng giống nhau thôi, à, cái vấn đề độc thân vẫn cuối cùng vẫn là cái vấn đề mà mà khó khăn cho mọi người. Ông Rickfield đã đề cập đến loại tăng đoàn bán tu viện <laughs> nửa này nửa kia đó <laughs> như một loại ngôi nhà lưng chừng giữa đời sống rất gia và cư sĩ công nhận tầm quan trọng của những hành giả à, tại gia đối với Phật giáo Hoa Kỳ Cho đến khá gần đây vấn đề lối sống và Phật giáo và sự thay đổi các mô hình thẩm quyền đã trở nên trầm trọng hơn bởi vì thực tế là không giống như các đối tác châu Á à, Phật giáo Hoa Kỳ là một phong trào ở thành phố À, hình mẫu ban đầu cho cộng đồng Hoa Kỳ là đầu tiên thành lập một trung tâm trong thành phố và sau đó khi trung tâm này ổn định rồi lớn mạnh thì phát triển các trung tâm quốc gia vệ tinh tức là cái chi nhánh của nó à, ở một mức độ nào đó, đó các thành viên của nhiều trung tâm thành phố và giáo Hoa Kỳ còn à, sơ sinh đã giao tiếp hiệu quả hơn là các thành viên lấy quốc gia làm trung tâm trong cộng đồng của họ à, nói chung à, ông Harvey Cox đã có phát biểu như sau tôn giáo của người đồng tính cư dân trong thành phố là một loại tôn giáo đặc biệt bất kể trong quá khứ à, của anh ta hay là cô ta một khi trong thành phố được thực sự tạo ra các tác động đến tâm lý bất kỳ tôn giáo nào của người dân thành phố bắt đầu có nhiều điểm chung với tôn giáo của người dân thành phố khác hơn là lời với tin của những người theo truyền thống của anh ta những người vẫn sống cả về thể chất hoặc tinh thần ở nông thôn hoặc ở nơi các thị trấn nhỏ bây giờ mình sẽ từ từ chuyển đến cái vấn đề mà giới tính mình đã nói mình đã nói về cái vấn đề là cái sự thay đổi trong cái giấy luật để cho cái người Hoa Kỳ có thể đi vô để mà học hỏi tại vì người Hoa Kỳ thì rất là thông minh là họ biết đạo này có thể đưa đến cái sự bình an, đưa đến cái sự giải thoát cần họ họ rất là cần Nhưng mà cũng có những cái trở ngại mà họ thì họ sẽ tìm cách luôn lách để mà đi đến cái mục đích của mình Bây giờ ở trong cái xã hội của mình mà cái này nó càng lúc càng nhiều. Những cái năm và sư còn nhớ những năm mà sư mới sống ở đây cái vấn đề mà đồng tính á nó một cái vấn đề rất là à nhạy bén đúng không? các em nó có thể uh, nhảy xuống sông tự tử, nhảy lầu tự tử, tại vì uh, cái sự uh, mình kêu là khổ nhục á, uh, uh, nó chịu không nổi cái uh, cái lời uh, uh, đàm tiếu của bạn bè của cộng đồng, uh. thành ra nó thà chết chứ nó không có muốn uh, phải, uh, phải đối diện với cái 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 khổ đó, uh. thành ra nhưng uh, khi mà uh, đó nhất là các tôn giáo bạn của chúng ta chẳng hạn như thiên chúa giáo hay là tin lành đều nhất mực đây là một cái tội lỗi bạn thậm chí còn nói là giống như là những cái này bạn có thể đi vô trong bệnh viện đi vô trong có những cái phương cách để mà mà thay đổi bạn họ không và suy nghĩ họ không có nghĩ rằng là không ai muốn không ai muốn mình là một người đồng tính hết trơn quý vị nghĩ không có ai muốn mình như vậy không mình muốn mình bình thường giống mọi người đúng không cái khi mà họ nhận ra rằng là họ là người đồng tính và và trước đó đó họ đã nghe rất nhiều rồi cái sự đàm phán của mọi người rồi thành ra bản thân của họ đó là đã có một cái 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 cái, 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 cái suy nghĩ là đối phó với nó ra sao mà đến khi mà chính mình là cái người mà phải à, phải à, làm việc với nó thì là bạn thì quý vị nghĩ nó nó, nó khủng khiếp như thế nào đúng không? À, à. Nhưng mà đối với Phật giáo à, thì lại là một cái à, nó à, Phật giáo không có nhìn à, à, những người đồng tính à, như là một cái tội lỗi à, đây là một à, mình nói rất là đơn giản, à, có thể đây là một cái mà bạn phải học. Hả? Kiếp trước các bạn đã là cái người mà cũng như là dè biểu chế diễu cái người này, thì bây giờ bạn bạn mau mau trở lại kiếp này, bạn bạn trở thành người này để, để bạn trả lại cái nghiệp của bạn đã chế diễu người ta đúng không? Hả? phật giáo mình không bao giờ nói cái chuyện này tự bỗng dưng là nó xảy ra như vậy không không có gì bỗng dưng hết cái đều có lý do hết trơn đó đúng không đó thành ra khi mình hiểu như vậy rồi đó, thì là mình không có nói rằng bạn bạn xỉ và họ là họ thế này họ thế kia tại vì họ có nhận có muốn đâu kiếp nào đó họ làm bị bậy bạ đó nên giờ họ phải nhận cái này ra đối với Phật giáo đấy cái vấn đề đồng tính những cái ý này á thì nó nhẹ hơn nhẹ hơn rất nhiều và ngay cả những cái bậc mà mình kêu là lớn của mình á cũng có một cái tư tưởng cái cái sự phát biểu rất là khoan dung với với cái cộng đồng này thành ra không có Ngạc nhiên khi mà Phật giáo trở thành là cái chỗ mà để cho giúp đỡ cho cái những người này họ có được cái chỗ để dung thân, họ có cái chỗ để họ có thể nương tựa về cái vấn đề tâm linh để họ có phát triển để cho họ có tìm thấy cái cái, cái sự vui sống của họ đó. Đó là cái mà sư có ở trong cái cái này đó. Tại vậy mình hôm nay mình mới nói đến cái vấn đề này ở trong cái cái dân chủ hóa đó à, à, dĩ nhiên cái nước này là nước dân chủ thì là ai ai cũng phải giống nhau đúng không? À, à, bạn là à, bạn là người handicap, bạn là người thế nào thế nào đấy, à, nhưng mà mình phải đối xử giống nhau, thì cũng tương tự như vậy. mấy người này là à, không phải handicap là cụt chân, cụt tay bị mù hay gì, nhưng mà họ bị cái 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 cái, cái, cái điều kiện này mà họ cũng không từ chối được nữa. Mình sinh ra là như vậy rồi, đâu có nói rằng là bạn uống cái thuốc này cái nó hết. mấy cái người ấy đó họ cố gắng để mà từ chối để mà đối diện với nó. Bệnh cái này là bệnh, có đi uống thuốc đi ấy, hay là bạn cứ làm giống như mọi người đi, rồi tự nhiên là bạn thay đổi. Không phải, không phải như vậy rồi ạ à, đó thành ra trong cái phần này quý vị quý vị đọc sẽ thấy à, là các cái à, Phật giáo à, đối với cái tình trạng của à, đồng tính à, thì có cái sự suy nghĩ bằng dung à. trong đây chứ à, cũng à, à, dịch lại cái phần của Đức Đà la Đà Lai Lạt ma à, nói về cái vấn đề này nữa à, thành thế khi nào có cơ hội xin quý vị đọc nhé ừ. rồi à À, sư cho cho sư tiếp tục à, trong cái phần trang số 5 tại mình có tới 8 trang lận à, sư còn có 17 18 phút à, thành ra thay đổi thay đổi vai trò giới tính các chuyện về Đức Phật đã miễn cưỡng bắt đầu cho nghi đoàn à rồi cái chỗ này là mình cũng có thể lướt qua từ vì mình học cái này rồi đúng không Đức Phật cho bà à, Maha Ba Đề được vô à, không phải là không có không có nghĩ tốt nhé À, thành ra cái à, cái vấn đề của à, <laughs> người à, nữ nữ ở trong những cộng đồng à, sắc tộc giống như là ở Nam Tông à, và Bắc Tông thì đặc biệt là tây Thạng, à, chứ còn mấy cái quốc gia khác đều ok hết không có ai à, ấy à, chẳng hạn nhất Việt Nam mình à, các nhi vẫn tiếp tục được thọ giới không có vấn đề à. chỉ có tây trạng à, là là các vị ni không có được à. và dĩ nhiên chúng ta cũng nói chuyện với nhau nhiều lần là ngài Dalai Lama rất là ủng hộ nhưng mà ngài nói sao chờ đợi cho mấy vị trưởng lão thì quý vị mà à, à, cũng như là À, một thời gian dài ai cũng nói ai cũng cũng đồng ý trơn rồi chắc cũng phải tác dụng đến cái sự suy nghĩ của quý ngài. À. À, biết đâu chừng là trong cái à, cái giới luật à, là có những cái mà có thể trưng bày ra à, là cái chuyện này là cái chuyện có nên để à, thuận theo à, giống như các giống dân khác. À. sư nói thế à, cô nói biết nhưng mà họ không có được thọ tỳ kheo ni giới họ chỉ thọ đến sa di là hết mười giới thôi à. tại vậy sư biết tại vì sư đi học ở trên Wisconsin ấy, là các ni mà học với cùng học với sư ấy, là các cô mới có sa di à sa ni à. à rồi cái khi mà muốn ấy đó rồi cái Geshe Sopa là thầy của họ đó thì lại là giống như là vị này đây là rất là bảo thủ là nó chưa cho À, đàn, uh, sư có gặp lại cô đó à, mà bây giờ là cô đã trở thành là tỳ kheo ni rồi à, và là à, tốt nghiệp ở trường đại học uh, wisconsin rồi à, hình như là có thể một hai năm sau sư ấy, à, và bây giờ cô đi khắp nơi à, để mà à, gì đó để mà à, dạy à, về phật giáo tây tạng ấy, đi qua nam mỹ đi qua mexico à, tất cả những đấy à, thì dĩ nhiên bây giờ là ấy rồi à, các người khi mà thư thọ giới tỳ kheo ni cũng vậy à, các vị khắp nơi trên âu châu cũng về lại thiền viện quốc tế để thọ giới cùng với sư, à, không phải là dễ đâu. và ngay bây giờ vẫn còn kêu là à, phấn đấu ấy. À, tại vì chưa có open liệt. À, mấy người này là chẳng hạn như Geshe Sopa là mất rồi, ngài viên tịch rồi. À, thì các đệ tử à, tự nhiên muốn đi đâu đi, đúng không? À, mình có ý chỉ ai đó thì là những vị đó mà phóng khoáng giống như ngài Dalai Lama thì là à, con cứ đi đi, à, Hồng Kông, Đài Loan. À, À, hay là sư mỹ đây cũng có mấy cái giới đàn của Nhi đó con cứ vào à, sư biết như vậy chắc chắn như vậy luôn á thành à, ra à, đối với cái à, ấy là sư rất là ủng hộ cho quý ni để được à, được, được được thọ giới à, đại giới à, tức là tỳ kheo ni à. chứ còn à, sa di quý vị đó là thọ giới mà chờ có khi nào mà sư có được cái ấy là sư à, lấy quyển sách thì có sư à, mời cô đọc cái tình trạng bi thảm của mấy mấy người ni của bên Ấn Độ ở bên Tây Tạng thương lắm, họ là những người già cả là những người mà không có được hỗ trợ đó, thương lắm. Bây giờ khác hẳn nha, à, bây giờ là mình có ni đoàn rồi mình có, ấy, tại vì các ni đã được uh, thọ giới rồi, mà khi mà mình có 10 người, à, 20 người trở lên rồi đó là mình có quyền lập một cái giấy đàn mình ấy, mình 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 truyền giới cho nhau thành ra mặc dầu là chưa có công khai trên ấy sư biết là lần cuối cùng sư nghe nói chuyện là các cái vấn đề này đem ra nói chuyện ở tại đức quốc rồi xong rồi sư nghe ngóng coi là cái kết luận nó ra sao vẫn như, như cũ trưởng lão vẫn chưa nói vẫn chưa có hoàn hỷ thành ra um cái chuyện đó là rất là bất công là tại sao tại sao người đi không được đó rồi à, là đã quý vị à, đọc cái phần thay đổi vai trò giới tính, à, tức là bây giờ thì các cái um, cộng đồng lớn chẳng hạn như cái những cái um, uh, abi hay là những cái nunnery của người Phật giáo tây tạng nữ, các cái vị nữ lớn ấy, à, đã có à, để mà um, mình uh, để mà tu học quá, uh, và những vị đó cũng đóng góp rất tốt cho Phật giáo tây tạng. À mà những vị đó là người người Hoa Kỳ hay là người Âu Châu đã đóng góp rất tốt rồi sư qua đến trang số 6 là phong cách sống phi truyền thống là cái mà sư mới nói đấy là cái mà những người phi truyền thống truyền thống là sao truyền thống là mình, là người nam là người nữ đúng không cái này không có phải người nam mà cũng phải người nữ nữa á thành ra nó là phi truyền thống À, cái chữ phí truyền thống có nghĩa như vậy thôi à. đó thành ra quý vị đọc trong cái phần này à, nghe thấy tội lắm mắt à. thành ra à, mình à, suy nghĩ à, à, như sư nói đó không ai muốn à, họ sinh ra đó là cái cái sự suy nghĩ cái sự à, cái cái bản thân của họ nó, nó đưa về hướng đó rồi à sự có một người uh, em này ngoan vô cùng, dễ thương vô cùng à? nói tiếng Việt sỏi vô cùng á. À? Khi mà nó biết ra, nó mới mới 13 tuổi thôi. Quý vị nghĩ không? Thương vô cùng đúng không? 13 tuổi còn trẻ lắm á. À? Mà em hiểu được là nó không phải, không phải là cái giới tính của nó à? Là quý vị nghĩ là bố mẹ nó cũng phải là căng thẳng vô cùng đúng không? Ừ. Nhưng mà bố mẹ đó thì hiểu nó rồi thì đã bây giờ nó đời sống nó tốt. Khi mọi người hiểu nhau À, à như trong à, thầy nhất hạnh hay nói đó, hiểu và thương. Khi mà mình hiểu rồi đó, hiểu người đó rồi đó thì mình có thể mở lòng ra, mình thương họ à, và mình chấp nhận họ. À. Còn mình chưa có hiểu, mình cứ vẫn nói là no, cái này không phải, cái này thì kia kia, à, mình mình từ chối à, thì là rất là khó để làm việc. À. Rồi, cái phần cuối cùng của trang số 5 là sư có về dấn thân, chúng ta nói về cái này nhiều rồi đúng không ạ? À cái này là cái, cái 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 tư tưởng của và cái hành động của thầy Nhất Hạnh đúng không? vừa rồi đây là cái tăng lễ của thầy Nhất Hạnh đó, thì họ có cái cái, cái lý thuyết là dấn thân tức là engage, vô trong những cái, cái cái tệ nạn những cái khó khăn ở trong xã hội và làm sao để cho làm cho nó tốt hơn, mình bất cứ cái nạn chỗ nào mà mình cũng có thể làm có cách làm tốt hơn hết trơn đó. chẳng hạn chỗ đó nghèo đói thì mình đi xin gạo chỗ khác mình đưa qua chỗ đó không có trường ốc thì mình là dựng lên thô sơ trường ốc cho nó mình thiếu cái gì là mình có mình lấy cái đó với cái tâm của mình muốn cho họ được tốt lành hơn thì à, à, trong đây trang số 7 á, sư à, list ra một số những cái đóng góp của Phật giáo Hoa Kỳ trong cái vấn đề dân thân ở việt nam là mình biết rồi đúng không thanh niên phụ sự xã hội để giúp đỡ những người bị bom đạn tàn phá bị thất lạc cha mẹ chết hoặc là ấy không có công an việc làm còn ở mỹ thì thế nào đây là một cái xứ rất là văn minh tiền của dồi dào thì là dân thân làm gì đây À, chương trình tình nguyện viên của trung tâm thiền phái ở San Francisco. À, tình nguyện viên là là cái gì? À, có thể là họ đi vô trong nhà dưỡng lão, hoặc vô nhà tù để nói chuyện với ấy chỗ nào mà mặc dầu họ đầy đủ hết về vật chất nhưng mà tinh thần có thể thiếu. À, họ cần à, tìm hiểu, họ đang thắc mắc. À, tôi chắc chắn là đi thẳng xuống địa ngục đúng không? Tại tôi đã làm những điều này sai. để mình nói là oh, ồ không. Đạo Phật còn có cái vấn đề là xin sám hối. Bạn ăn năn sám hối thì bạn cái cuộc đời của bạn sẽ từng lúc từng lúc mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Chứ bây giờ để cảm giác tội lỗi mà nó đè nén của mình, mình không có làm gì đó thì cũng đâu ít gì đâu. Thì bạn nên làm như thế này. Ví dụ vậy. Viện nghiên cứu bệnh nhân X của trung tâm Hartford Zen Thiền Thiền ấy, đó, Thiền ra họ có nhiều người nói đấy cái bệnh ếch là nó lây thành ra rất là sợ nhé à, thành ra họ coi giống như nó xin lỗi giống như củi hủi vậy đấy nha, à thấy cái là sợ lắm nó chạy xa đúng á à, thành ra nếu mà mình à, hiểu được à, quý vị nghĩ là bệnh có mình phải mình xưa <laughs> nói cái vị nói trời cái sư này chắc là tin là số mệnh đúng không à, mình à, có số thì phải bị AIDS đúng không <laughs> nhưng mà không phải à, ra mình cũng vẫn theo dõi tất cả những cái à, tiện nghi để mà ngăn ngừa bệnh nhưng mà mình đừng có quá sợ mình không có dám tới họ nữa đúng không? Ừ. tại vậy bà cái bà Diana công chúa cái gì đó à, của nước Anh đấy, à, rồi họ quý bà vô cùng à, bà đến thăm mà mấy cái người bệnh ấy không ai dám đến hết bà đến phải không? À, thành ra họ tặng bà cái danh hiệu là công chúa là đúng rồi đó, à. công chúa của nhân gian ấy, đúng không? cộng đồng uh, upaya với uh, uh, hiện diện và sự chết quý vị ạ à, à, cái sự chết đó, à, nó không phải là nó uh, khủng khiếp à. thành ra mình phải uh, tiếp cận để mình an ủi mình ấy họ chứ cái sự hiện diện của chúng ta đối với những người sắp sửa chết rất là quan trọng, đó. làm ra đòi vậy cái cái buổi mà hộ niệm hay là ấy nhưng mà đừng có chờ đến hộ niệm, trước đó là mình đã trước khi mà trong cái thời gian mà mà chữa bệnh á là mình đã đến để mà han hỏi rồi mình đó à, thành ra rồi chương trình thiền của thiền viện Zen Mountain trong các nhà tù ở tiểu bang New York và những nơi khác trong khi các phong trào tham gia vào xã hội Hoa Kỳ có lẽ đại diện cho một sự xem xét lại triệt để à, tiếp cận truyền thống của Phật giáo đối với các vấn đề xã hội tuy nhiên đó là một sự xem xét sáng tạo có khi nó trở thành nó sự hẹn sự xâm nhập vào môi trường của Phật giáo Hoa Kỳ quý vị chúng ta có học và có một cái ông đó ông lập ra nguyên một cái kêu là cái nhà à, nướng bánh đúng không à, ông cho rất nhiều người homeless có công việc làm đúng không cái đó cũng là một cái dấn thân của họ đó, à, rất là hay rồi sư rất muốn kết thúc nhưng mà còn số 4 và số 5 xin đại chúng đọc tại vì trong cái này á à, cũng à, để suy nhớ coi trong cái gì của mình á hình như trong bài bài thưa quý vị đọc đi à, à, trong cái bài thi không có cái phần số 4 số 5 <laughs> <laughs> chắc chắn là có à, à, có cái phần cái à, 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 sự thực hành sự biết có à, dân chủ hóa cũng có đó à, nhưng mà à, cũng nên à, đó là hai phần trong năm phần quan trọng của ông à, Prebis ông à, giới thiệu đề nghị ra thành ra xin đại chúng đọc nhé rồi xin chúc đại chúng à, làm bài vui vẻ à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành phân đạo.